Chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tới đây cùng với nhiệm vụ số hóa công nghệ thông tin cho khâu đăng ký tham quan, cần tập trung các nhiệm vụ để nâng tầm lăng, để lăng Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi một người dân Việt Nam, là nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Những năm qua, Ban Quản lý Lăng đã quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tốt các công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị, giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác. Trong hơn một năm qua, trên 2,4 triệu lượt khách tham quan, gần 11.000 lượt khách dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, trong đó khách quốc tế đạt trên 410.000 lượt. Cùng với đó, Ban Quản lý Lăng đã tổ chức tốt lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp nhà nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước và tổng kết thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về y tế, y sinh và hợp tác khoa học với Liên bang Nga, không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, tính tự chủ trong nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người lao động, Ban Quản lý Lăng trong thời gian qua. Tới đây, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Lăng không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là tổ chức phục vụ tốt, chu đáo các hoạt động thăm viếng của đồng bào và khách quốc tế, các lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp nhà nước của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn viếng của nguyên thủ quốc gia, đoàn lãnh đạo cấp cao các nước. Nhưng mà theo tôi phải rà soát lại cái quy hoạch vừa qua. Khi chúng ta đặt cái tầm của nó lên cao, cái nhận thức của nó sâu sắc, toàn diện hơn, tổng thể hơn thì phải có cái sự thay đổi rà soát về mặt quy hoạch tổng thể. Đấy. Về mặt kiến trúc, về mặt cảnh quan, về đô thị vân vân. Thì là đấy, vấn đề thứ hai thì tôi thấy là phải suy nghĩ phải làm cái việc này. Cái vấn đề thứ ba là cái việc tổ chức lại cái bộ máy quản lý ở đây như thế nào cho nó phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý Lăng tăng cường bảo đảm an ninh an toàn, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện, diễn tập thành thục, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cháy, nổ, mất an ninh trật tự, tụ tập trái phép đông người tại khu vực Lăng. Song song với đó là ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong nghiên cứu về ướp bảo quản, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực hiện khoa học, phấn đấu đến năm 2030, làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác, để Lăng Bác trở thành địa chỉ đỏ thân thương trong trái tim của đồng bào cả nước. Ngày 14 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2023 tại Liên bang Nga. Army là hoạt động triển lãm diễn đàn tổng hợp do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức hàng năm từ năm 2015, thu hút nhiều quốc gia, doanh nghiệp và tổ chức công nghiệp quốc phòng các nước trưng bày, giới thiệu sản phẩm quốc phòng. Diễn đàn là một trong những triển lãm vũ khí trang bị kỹ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới. Tại Army qua các năm, Việt Nam duy trì cử các đoàn cấp cao tham dự. Đến năm 2018, Việt Nam chính thức tham gia trưng bày sản phẩm. Năm nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại Army 2023. Nhân dịp tham dự Army 2023, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan một số gian hàng của các nước tại diễn đàn, trong đó có gian hàng của Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã gặp gỡ và làm việc với các đối tác. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow. Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
Rạng sáng ngày 15 tháng 8 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón đội công binh số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA khu vực ABI, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước. Trong nhiệm kỳ 1 năm công tác, các thành viên đội công binh số 1 đã tạo được nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nói chung và người dân khu vực ABI nói riêng về đất nước con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và cao cả. Sự cống hiến, đóng góp của các đồng chí đã làm lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và càng làm lan tỏa hình ảnh người lính mũ nổi xanh Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và người dân địa phương với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các thế đội tiếp theo thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ. Các cơ quan chức năng của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp tục nắm bắt tình hình mọi mặt, giải quyết tốt công tác chính sách, hướng dẫn đội công binh số 1 thực hiện công tác sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ và bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, xứng đáng với những thành tích, đóng góp cống hiến của cán bộ, nhân viên, đội công binh số 1.